Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 phân môn địa lý 8. Về nội dung và hình thức của bài kiểm tra thì nội dung chúng ta sẽ ôn bài 6, bài 8, bài 9 và bài 10. Về hình thức, kiểm tra trực tiếp tại trường theo lịch thi. Dạng đề thì sẽ gồm có 2 phần, trắc nghiệm ở phân môn địa lý là 2 điểm và phần tự luận là 3 điểm. Phần 1 là phần trắc nghiệm. Thì phần này cô sẽ phát đề cương và sửa cho các em trong tiết ôn tập. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ôn tập phần tự luận. Câu 1. Chứng minh rằng khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Thì chúng ta sẽ đi chứng minh 3 tính chất của khí hậu nước ta. Đó là tính chất nhiệt đới, tính chất ẩm và tính chất gió mùa. Tính chất nhiệt đới thì sẽ được thể hiện qua tổng lượng bức xạ lớn, cán cân bức xạ luân dương. Nhiệt độ trung bình năm thì trên 20 độ C, trừ những vùng núi cao và tăng dần từ Bắc vào Nam. Số giờ nắng ở nước ta nhiều, trung bình là 1.400 đến 3.000 giờ trên một năm. Thứ hai là tính chất ẩm, được thể hiện qua lượng mưa và độ ẩm. Lượng mưa trung bình năm của nước ta lớn, trung bình 1.500 đến 2.000 mm trên năm. Cân bằng ẩm của nước ta thì luân dương, độ ẩm không khí cao và trung bình là trên 80%. Tính chất gió mùa thì khí hậu nước ta có chia thành hai mùa với phù hợp với hai mùa gió. Mùa đông thì có gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh khô. Mùa hạ thì có gió mùa tây nam và đông nam, thời tiết vào mùa hạ thì nóng ẩm và có mưa nhiều. Câu 2. Em hãy nêu vai trò của hồ và đầm đối với sản xuất và sinh hoạt. Thì trước hết chúng ta sẽ nêu vai trò của hồ và đầm đối với sản xuất. Hồ và đầm thì có thể nuôi trồng thủy sản. Nhiều hồ và đầm có phong cảnh đẹp thì có thể phát triển du lịch. Các hồ nước ngọt thì giúp cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, hoạt động công nghiệp và phát triển thủy điện. Các hồ thì có vai trò điều tiết nước của các dòng chảy. Vai trò đối với sinh hoạt thì giúp cung cấp nước cho hoạt động sinh hoạt của con người. Câu 3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết mùa lũ trên một số hệ thống sông ở nước ta có trùng nhau không và giải thích. Trước hết là chúng ta sẽ đọc bảng số liệu. Hàng ngang đầu tiên sẽ thể hiện cho 12 tháng trong năm. Cột đầu tiên sẽ thể hiện cho một số hệ thống sông lớn ở nước ta. Đầu tiên là hệ thống sông Hồng. Đây là hệ thống sông lớn nhất ở phía Bắc. Thứ hai là hệ thống sông Thu Bồn. Đây là hệ thống sông lớn nhất ở Duyên Hải miền Trung. Và hệ thống sông Cửu Long hay còn gọi là sông Mê Công. Ở phần ghi chú thì tháng lũ sẽ được đánh dấu bằng chữ X. Và tháng cạn thì không được đánh dấu. Ở hệ thống sông Hồng thì mùa lũ sẽ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10. Ở hệ thống sông Thu Bồn, mùa lũ sẽ bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Ở hệ thống sông Cửu Long, mùa lũ sẽ bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 11. Như vậy thì ta thấy là
mùa lũ trên các hệ thống sông ở nước ta không trùng nhau. Và nguyên nhân đó là do chế độ mưa trên mỗi hệ thống sông khác nhau. Câu 4. Cho biết đoạn sông Mekong chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các nhánh sông đó và đổ ra biển bằng những cửa nào? Tên gọi chung đó là sông Cửu Long và chia thành hai nhánh sông chính là sông Tiền và sông Hậu. Trong đó thì sông Tiền sẽ đổ ra biển bằng các cửa như sau: cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Bao Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Còn sông Hậu thì đổ ra biển Đông bằng ba cửa, đó là cửa Định An, cửa Bát Sắc và cửa Chanh Đề hay là Trần Đề. Tuy nhiên hiện nay thì cửa Ba Lai và cửa Bát Sắc thì đã bị phù sa bồi lấp, nên là hiện nay thì sông Cửu Long đổ ra biển bằng 7 cửa. Trên đây là một số hướng dẫn ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Chúc các em ôn bài hiệu quả, làm bài đạt kết quả cao.